Rất vui là được gặp quý vị trong chương trình luận đàm thời sự trên kênh HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào phần nội dung bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây, chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề: Món quà cuối cùng Tổng thống Joe Biden tặng Ukraine, nước cờ cao tay không ai nghĩ tới. Quý vị thân mến, những điều phúc chắc mà Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể làm cho Ukraine không chỉ là cung cấp những gói viện trợ quân sự trấn an Kiev, mà còn là chiến lược đẩy mạnh Ukraine là một ưu tiên trong chính sách của nước Mỹ. Và dù có thắng cử, ông Donald Trump cũng khó bề chuyển dịch. Không chỉ là gói viện trợ mà là một ngoại lệ. Ngày 26 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 8 tỷ đô la cho Ukraine. Đây có thể là gói viện trợ cuối cùng mà ông dành cho Ukraine trước khi rời nhiệm sở sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Đây là gói trang thiết bị vũ khí thứ 66 mà chính quyền Tổng thống Biden cung cấp cho Ukraine và là một phần trong nỗ lực của Tổng thống sắp mãn nhiệm nhằm tiếp tục gửi vũ khí tới Kiev. Trong bối cảnh, chính trường Mỹ đang tranh luận về số tiền mà nước này dự kiến tiếp tục chi để giúp Ukraine. Tổng thống Joe Biden cho biết đã ủy quyền giải ngân 5,5 tỷ đô la theo quyền rút vốn của Tổng thống, cho phép Tổng thống chuyển từ quỹ ngân sách của Bộ Quốc phòng DOD cho nước ngoài mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội. Ngoài ra, một gói viện trợ riêng trị giá 2,4 tỷ đô la đã được phân bổ thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, sẽ cung cấp cho Ukraine thêm hệ thống phòng không, máy bay không người lái và tên lửa không đối đất, cũng như củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Tổng cộng, tính đến ngày 26 tháng 9, Mỹ đã cam kết hơn 59,3 tỷ đô la viện trợ an ninh cho Ukraine kể từ đầu nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Biden. Tổng thống Biden cho biết, thông điệp của tôi rất rõ ràng, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến. Ông Florian Sherif, giám đốc chương trình quan hệ quốc tế tại Đại học Loyola Marymount ở California, nhận định, di sản của ông Biden sẽ phụ thuộc vào cuộc bầu cử tổng thống và kết quả của cuộc xâm lược ở Ukraine. Sự hào phóng của ông chủ tòa Bạch Ốc với Ukraine diễn ra trong bối cảnh không chắc chắn về cách thức và mức độ hỗ trợ của Mỹ cho Kiev sau bầu cử. Cựu Tổng thống Donald Trump, những quan điểm của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa gây khó cho Kiev và Tổng thống Ukraine Zelensky có thể bị gây sức ép để đàm phán nếu ông Trump thắng cử. Ngày 25 tháng 9, ông Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Bắc Carolina rằng chúng ta tiếp tục trao hàng tỷ đô la cho một người đã từ chối thực hiện một thỏa thuận, đó là Zelensky, và nói thêm rằng Ukraine đã biến mất. Đây không còn là Ukraine nữa, bất kỳ thỏa thuận nào, ngay cả thỏa thuận tồi tệ nhất cũng sẽ tốt hơn những gì chúng ta hiện có. Theo bà Sherif, nếu ông Trump đắc cử, rất có khả năng Tổng thống Zelensky sẽ bị gây sức ép để đàm phán một thỏa thuận hòa bình với Nga. Nếu điều này xảy ra, dư luận có thể nghĩ rằng điều đó có thể đạt được sớm hơn, giúp Mỹ tiết kiệm hàng tỷ đô la và khiến ông Biden phải chịu thất bại về chính sách đối ngoại. Ông Trump muốn làm khác cũng khó. Giáo sư Sherif nhận định, nếu Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, bà có khả năng sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine. Chuyên gia này phân tích, nhiệm kỳ Tổng thống của Harris có thể sẽ rơi vào tình thế mà nhiều người Mỹ cảm thấy rằng, một là nước Mỹ đang lãng phí tiền bạc cho một cuộc chiến tranh ở nước ngoài mà họ không thể thắng hoặc quá tốn kém để giành chiến thắng. Và hai là, với sự bế tắc trong vấn đề lãnh thổ, chúng ta có thể đạt được kết quả tương tự với số tiền bỏ ra ít hơn từ nhiều năm trước, trừ khi quỹ đạo của cuộc chiến thay đổi đáng kể. Ukraine có thể sẽ bị coi là một thất bại về chính sách đối ngoại của ông Biden và bà Harris. Bà Harris chỉ trích những đề xuất rằng Ukraine nên nhượng bộ lãnh thổ cho Moscow để đổi lấy hòa bình và nói rằng đó là những đề nghị đầu hàng. Mỹ hỗ trợ Ukraine không phải vì lòng từ thiện, mà đó là vì lợi ích chiến lược của chúng tôi. Trong chuyến thăm Mỹ vừa qua của ông Zelensky, bà Harris đã nói với ông rằng sự ủng hộ của bà đối với việc bảo vệ Kiev là không lay chuyển. Khi đó, Phó Tổng thống nói, tôi tự hào được sát cánh cùng Ukraine, tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine và nỗ lực để bảo đảm Ukraine giành chiến thắng, để được an toàn, an ninh và thịnh vượng.
Mỹ phải tiếp tục hoàn thành vai trò lãnh đạo toàn cầu lâu dài của mình. Ông Biden khéo léo sắp xếp một cuộc họp cấp cao tại Tòa Bạch Ốc nhân dịp chuyến thăm giữa ông Biden, bà Harris và ông Zelensky. Tổng thống Mỹ đang cố gắng chứng minh rằng Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu với Washington và muốn tạo ra kỳ vọng về sự ủng hộ của Mỹ trong tương lai, tốt nhất là theo cách mà ông Trump không thể phớt lờ. Trong chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Ukraine không thể thuyết phục Washington cho phép sử dụng tên lửa ATACMS ở Nga. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khiến phương Tây phải bối rối trước những cảnh báo hạt nhân của mình. Quyết định của Tổng thống Putin gần đây về việc sửa đổi học thuyết của Nga nhằm thiết lập ngưỡng thấp hơn cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã mang đến cho ông Biden thêm một lý do nữa. Tuy nhiên, có thể thấy rất rõ rằng Tổng thống Joe Biden đang có những nỗ lực phúc chất để hỗ trợ Ukraine trước khi rời Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Joe Biden hiện đã áp dụng cách tiếp cận hai hướng đối với Ukraine. Đầu tiên, ông muốn đưa ra tuyên bố mạnh mẽ và công khai rằng Mỹ sẽ sát cánh cùng Ukraine. Nền tảng của điều này là cuộc họp cấp cao tại Tòa Bạch Ốc vào tuần trước giữa ông Biden, bà Harris và Tổng thống Zelensky. Nhà lãnh đạo Mỹ đang cố gắng chứng tỏ rằng Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với Washington và muốn tạo ra kỳ vọng về sự hỗ trợ trong tương lai của Mỹ. Thứ hai, lập trường công khai của ông Biden về ủng hộ Ukraine là dựa trên viện trợ. Gần đây, ông đã công bố một đợt tăng viện trợ an ninh cho Ukraine dưới hình thức gói 8 tỷ đô la. Khoản viện trợ này sẽ cung cấp vũ khí mới để tăng cường năng lực tấn công tầm xa của Ukraine. Điều này cũng cho thấy ông Biden đang phê chuẩn nhiều chiến thuật tấn công hơn đối với Nga, chứ không chỉ là phòng thủ tầm ngắn hoàn toàn. Mặc dù hiện tại, Washington chưa cho phép Ukraine bắn tên lửa tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga, có thể dẫn đến sự phức tạp mở rộng chiến tranh, dẫn đến bất lợi cho bầu cử ở Mỹ, mà Harris sẽ mất lợi thế trước ông Trump. Gói trên cũng bao gồm sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Chương trình này cho phép chính phủ Mỹ mua vũ khí cho Ukraine từ các công ty bên ngoài mà không cần phải lấy chúng từ kho dự trữ trong nước. Tổng thống Biden đã yêu cầu Bộ Quốc phòng sử dụng hết toàn bộ tiền hỗ trợ an ninh đã phân bổ cho Ukraine vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông đang cố gắng bảo đảm rằng số tiền này thực sự được chuyển đến Ukraine trong trường hợp bất kỳ người kế nhiệm nào cố gắng thay đổi khoản phân bổ hoặc chuyển hướng nguồn tài trợ cũng sẽ gặp khó khăn. Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, ông Biden vẫn sẽ có thời gian tại nhiệm trước khi Tổng thống mới nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Khoảng thời gian 2 tháng này được gọi là thời kỳ Tổng thống vịt què. Dù không tái đắc cử, đôi khi các tổng thống mãn nhiệm vẫn có thể thúc đẩy các quyết định chính sách quan trọng trong vài tuần cuối cùng nắm quyền. Tuy nhiên, ông Biden lúc này có ảnh hưởng hạn chế, đặc biệt là khi chiến dịch tranh cử vẫn đang diễn ra. Ông muốn công khai vấn đề Ukraine như một khía cạnh quan trọng trong chiến lược của mình, nhưng lại có nguy cơ bị chỉ trích nếu ông làm bất cứ điều gì lấn át bà Harris. Chiến dịch của Harris sẽ chỉ đạo lập trường chung của đảng Dân Chủ về Ukraine, chứ không phải ông Biden thời vịt què. Cuộc gặp Biden-Harris-Zelensky gần đây được cho là đã phác thảo một kế hoạch chiến thắng để đưa ra giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến. Nhưng không rõ nỗ lực tiềm tàng này có thể thay đổi tình hình như thế nào, hay cụ thể hơn là ông Biden có thể làm gì vấn đề này trong vị thế ngắn hạn của mình. Ông có thể xây dựng dựa trên các chính sách đã có, chẳng hạn như cung cấp viện trợ, nhưng sẽ không thể đưa ra bất kỳ giải pháp triệt để nào cho cuộc khủng hoảng. Thực tế là những nỗ lực về chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden luôn được Ukraine hoan nghênh, nhưng chúng chưa bao giờ đủ để mang lại một giải pháp, cũng có thể do ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách quan đem lại. Hy vọng sắp tới, Ukraine sẽ có những bước tiến quyết định trong cuộc đánh đổi quân xâm lược Nga ra khỏi đất nước, giành lại toàn vẹn lãnh thổ đã được quốc tế công nhận. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.